Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Ô Tô Số 1 Hùng Mỹ Linh. Bác nào đang có nhu cầu sử dụng một cái mẫu xe che nắng che mưa thì đây, hôm nay mình sẽ làm video để gửi tới các bạn về một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây các bạn này. Bác nào hợp màu hợp mệnh cái màu đỏ phong thủy này thì alo ngay cho mình để sở hữu em nó. Và phần đầu tiên các bạn cứ cùng mình đi vòng quanh một lượt để chúng ta cùng nhau kiểm tra cái phần thân vỏ, xem chiếc xe từ lước sơn cho đến những cái phần keo chỉ, xong cuối cùng đến nội thất cũng như khoang máy, xem nó đạt cái tiêu chí như các bạn mong chờ hay không. Xin giới thiệu các bạn, em này thì sinh năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây các bạn này. Và cái bản này nó là bản số sàn. Nói chung là một số sàn mà có những cái tích hợp sinh nhan trên gương chiếu hậu này thì nó là một cái điều chỉ có những cái chiếc xe nhập nó mới có đấy các bạn nhé. Và cái màu đỏ này nó rất hiếm đấy các bạn này. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe nội địa của Hàn, một cái mẫu xe đi chạy đường dài không lo hỏng vặt, không lo bị lầm đường thì cứ alo ngay cho mình để sở hữu em nó. Đấy các bác quan sát này, từ cái lước sơn các bạn nhé. Chiếc xe này tuy rằng là một chiếc xe có mấy chục triệu thôi, nhưng mình sẽ cam kết bằng văn bản cho các bạn luôn về phần thân vỏ nó không bị cái lỗi tai nạn, và đặc biệt là nó không, máy nó không bị ngập nước các bạn nhé. Đấy các bác quan sát cái phần hình thể bên ngoài của em nó đây, sơn si bóng loáng. Cái dòng Deumatis nhất là cái bản nhập này thì nó không hay bị mục ngoặt các bạn nhé, vì nó được sản xuất tại Hàn. Và toàn bộ đèn trước đèn sau là đèn zin nguyên bản theo xe hết đấy các bác này. Đấy, từ cái kính này các bác này. Đấy, kính là kính của Hàn Majin Korea các bạn nhé. Xe đã có mâm đúc này, và đặc biệt lốp này, một cái dàn lốp mình vừa thay xong đấy các bạn nhé. Các bạn mua là người đầu tiên sử dụng của cái dàn lốp này. Đấy, vẫn còn chấm sơn đấy các bạn này. Khi mua những chiếc xe mà mình cảm thấy nó chất nó đẹp thì mình sẽ phải vào những cái gì cần thiết để cho nó xứng đáng, tương xứng với cái chất lượng của xe để các bạn mua về sẵn đi thôi. Lốp của em nó khi mình mua, bác chủ bác ấy đi đến cái tầm phải thay rồi, vì sự an toàn của khách hàng thì mình thay luôn một bộ lốp mới. Và chiếc xe này cũng gần hết đăng kiểm rồi các bạn nhé. Đấy, mình cũng công khai luôn, khi các bạn mua chiếc xe này mình sẽ đăng kiểm mới cho các bạn. Mà khi đăng kiểm mới thì cái chất lượng của máy móc cũng như là động cơ là phải đạt tiêu chuẩn cái khí thải theo quy định của nhà nước thì mới đăng kiểm được. Cho nên các bạn yên tâm, mình sẽ đăng kiểm cho các bạn an tâm từ phạt nóng, phạt nguội cho đến về chất lượng của máy luôn. Và trước khi đi đến phần tiếp theo thì cũng xin báo giá luôn với các bạn, chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 85 triệu bao đăng kiểm mới cho các bạn luôn nhé. Đấy, lốp mới thì có rồi, sẽ bao đăng kiểm mới cho các bạn luôn. Bác nào hợp màu hợp mệnh của cái màu đỏ thì alo ngay cho mình. Cái dòng xe này nó chỉ là phân khúc xe che nắng che mưa thôi, nhưng lúc nào mình cũng có một cái tiêu chí là lấy hình ảnh, lấy chất lượng của cái video, lấy chất lượng của cái xe để thay cho lời nói các bạn nhé. Không trong bánh ngoài lá gì, hình ảnh nó sẽ nói lên tất cả đấy các bác này. Từ nội ngoại thất mình quay rất kỹ. Một chiếc xe tuy rằng nó có mấy chục triệu thôi, nhưng vẫn phải tôn trọng khách hàng, quay thật kỹ để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn, đỡ mất việc của đôi bên. Thì mình đã công khai giá rồi để các bạn có thể là vừa xem video vừa cân đối xem chiếc xe với một cái giá thành bên mình đề xuất, với chất lượng sản phẩm chiếc xe mình đang quay, xem có hợp lý từ chất lượng đi đến giá thành hay không. Các bác quan tâm đến cái mẫu xe nội địa của Hàn, một phân khúc xe tập lái che nắng che mưa, cứ alo ngay cho mình. Và đây các bác quan sát này, từ phanh tay củ số cho đến bua lăng cũng như cái táp lô đây, chiếc xe này thì không taxi, không khoan đục các bạn nhé. Đấy, không taxi, không khoan đục. Và trần của em nó đây các bác này. Đấy, trần vẫn là trần nỉ đây các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Xe đây đã có màn hình cam lùi rồi. Riêng chiếc xe này về phần thân vỏ cũng như phần máy móc mình bảo hành cho các bạn bằng văn bản luôn. Đấy, từ cái tem nhập khẩu nó còn nguyên đấy các bạn này. Và cái màu này nó là màu đỏ theo xe, nó không phải màu đỏ đổi các bạn nhé. Đấy, nội thất này, từ bộ áo ghế này. Cái dòng xe nhập, Matiz nhập này là cái form nó giống cái form Spark của Việt Nam mình các bạn nhé. Nhìn nó trường, xe nó đẹp. Với một cái giá tiền nó chỉ có nhô 80 thôi là các bạn đã có ngay một em đăng ký 5 chỗ rồi. Và đây các bạn quan sát cái phần nội thất của em nó đây. Không trong bánh ngoài lá gì, hình ảnh nó sẽ nói lên tất cả. Một phân khúc xe che mưa, che nắng. Một phân khúc xe tập lái dành cho các bạn mua để đi thay xe máy. Giá nó chỉ bằng, chưa bằng một chiếc xe SH thôi. Nhưng bù lại là các bạn sẽ được trải nghiệm trên mẫu xe nhập 5 chỗ. Máy 0,8, 3 máy cực kỳ lành bền, tiết kiệm xăng các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát phần tổng quan của xe đây. Đấy, đèn vẫn là đèn zin. Và cái dòng xe Matiz nhập thì cái cốp sau nó là cốp bấm các bạn này.
còn bản Việt thì nó là cốp kiểu kia. Đấy các bạn đấy đây. Đấy cột sau này. Nói chung là cái dòng này, cái đời này thì để mà đi các bạn, bác chủ bác cứ đi thì nó sẽ bị sơn si, nó sẽ bị xuống, nó bị chảy xước cũng như là nó phai mờ theo năm tháng, thì bên mình sẽ phải cho đi làm sơn. Nói chung là xe cỏ mà chủ nhân cũng như bên mình bán và đã làm được cái gì rồi thì các bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều, mua về sẵn đi thôi. Riêng hôm này là sẵn đi các bạn nhé. Đấy như bạn trước mình giới thiệu này, lốp này, một dàn lốp vừa thay xong. Và gầm của em nói này các bạn này, đấy gầm này. Cái dòng Martin nhập gầm nó không bị mục mọt các bạn nhé, nó không như cái bản nội. Với một cái khuôn tiền nó giá chưa bằng một chiếc xe SH thì đây là một cái lựa chọn rất ok để các bạn lựa chọn là cái phương tiện che nắng che mưa, xe cho chị em đi lội chợ cũng như các bác đi thăm con thăm cháu, đi thăm chiến hữu đồng đội. Một mẫu xe mà có thể ai cũng mua được, từ nông dân công nhân, một phân khúc xe giá rẻ, một phân khúc xe như các bạn hay nói chưa vui là một phân khúc xe dành cho hộ nghèo. Đấy các bác để ý này, toàn bộ phần nội thất này. Đấy, các bạn để ý mà xem, mình quay video những cái chiếc xe tuy rằng ít tiền nhưng quay rất tôn trọng khách hàng, quay thật kỹ các bạn nhé. Đấy, từ phim chống chói, chống nắng, chống cách nhiệt có hết rồi. Màn hình, cam lùi không thiếu gì cả, khóa khiển. Các bạn mua về chỉ việc đổ xăng rồi mà chạy thôi. Chỉ còn thiếu mỗi cái đăng kiểm mới là khi các bạn mua mình sẽ đăng kiểm cho các bạn chứng kiến luôn là chiếc xe đạt tiêu chuẩn về khí thải như thế nào. Xin giới thiệu lại các bạn là chiếc xe này sản xuất năm 2009. Và địa chỉ cửa hàng bên mình đây, mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota và Honda Việt Nam chỉ có 2 cây số thôi. Đây là mặt đường cấp quốc lộ 2, cách chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100. Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc hướng đi thành phố Vĩnh Yên chỉ 200 mét thôi các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn cái đường có hàng cây, bên kia là đường 100 đi chạy thẳng vào Ủy ban huyện Mê Linh. Quay tại cửa hàng thì nó cái view cũng như cái chất lượng hình ảnh âm thanh nó không được đẹp vì nhà mình là nó ngay mặt đường. Nhưng bù lại là các bạn có thể là xem những chiếc xe đang có tại bãi đây các bạn này, để các bạn có thể xem không yêu em này thì yêu em khác. Đấy màu đỏ thì mình có 2 chiếc, chiếc này thì là 2009. Nhưng em này nó là số AT các bạn nhé. Cái bản này nó là bản full. Mà tiết mà có phanh AVS, mà có 2 túi khí như chiếc này rất hiếm các bạn này. Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe số tự động thì chiếc này, đấy, nội thất zin. Em này thì nó chỉ có trên dưới đồng 2 thôi các bạn nhé. Đấy, số tự động. Cái dòng xe nhỏ bé xinh xinh, cái bản nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này thì được rất nhiều các bạn mua cho vợ con đi. Em này đây, xin giới thiệu các bạn, em này là 2009 Grani 10 nữa. Bản này là bản số tự động. Và mời các bạn trở lại với em Matiz số sàn 2009 màu đỏ phong thủy. Và kết thúc phần thân vỏ keo chỉ để mời các bạn đến phần cuối cùng, để chúng ta cùng nhau check test xem phần trái tim của em nó có đúng như các bạn mong chờ hay không. 2009 hôm qua là mình đã lên sóng em màu vàng chanh rồi các bạn nhé. Đã lên sóng màu vàng chanh rồi. Hôm nay là em số sàn đây. Đấy, em này là số sàn 2009 xe nhập thì các bạn đẩy trên kênh là mình đã quay em màu vàng chanh cùng đời 2009. Em đấy thì giá nó êm hơn em này một chút. Nói chung là cùng đời nhưng cái chất lượng cũng như giá thành thì nó không chiếc nào giống chiếc nào. Bác nào yêu màu đỏ ghét sự giả dối thì lấy em này quá ok. Đấy, máy đang nổ đấy các bạn này. Em này 2009 và còn một em nữa. Các bạn cứ đến thì kiểu gì sẽ mua được. Các bạn quan sát cái phần khoang động cơ của em nó đây. Đấy, máy đang nổ đấy các bạn này. Máy nổ rất zip các bạn nhé. Con này anh em đã test mọi cung đường rồi, các bạn chạy chiếc này mình bảo hành về máy cho các bạn. Và để kết thúc video thì xin cảm ơn các bạn. Đấy, cách chân đèn xanh đèn đỏ đây các bạn này, ngã ba đầu đường 100 đây. Đây là đèn đỏ hướng đi thành phố Vĩnh Yên, gọi là ngã ba đầu đường 100 đi thẳng lên Vĩnh Yên và rẽ tay trái đi về Mê Linh các bạn nhé. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Buôn bán là mua tại gốc bán tại ngọn đấy các bạn này. Đấy quay cả cửa hàng luôn.